ơi, em đã quên là của Khanh ở nhà mất rồi. Anh cầm qua giùm em nha. Nam ơi, em đến với anh nè. Mà em có sao không em? Không, không sao. Cảm ơn chị nha. Học của chị á, làm chắc. Ủa mà chị bị sao vậy? Không sao đâu, làm sao em đi cẩn thận nha. Cô bé, ta sẽ không để cho con buồn như vậy đâu. Cô bé, ta là Bụt đây. Em à, là Bụt thiệt hả? Nói rồi không tin. Wow. Vì lòng gan dạ của con, ta sẽ cho con một điều ước. Một điều ước? Hãy nói cho ta nghe điều mà con mong muốn nhất, ta sẽ biến nó thành sự thật. Gì? Vì Bụt có thể là anh Nam sống dậy không? Hình như nó mới chết tối hôm qua phải không? Dạ. Yeah. Ai cũng biết Nam đã chết rồi, làm sao ta làm Nam sống lại được? Mọi người nói gì về chuyện này? Dì Bụt có thể quay ngược thời gian lại trước lúc mà Nam gặp tai nạn không? Để con có thể kịp cứu Nam. Thông minh. Cái này ta làm được. Nhưng con chỉ có một điều ước, con có chắc đây là điều mà con mong muốn? Tất cả là lỗi của con. Vì con mà Nam mới ra đường ngày hôm đó. Tại vì con mà Nam mới gặp tai nạn. Thôi rồi, rồi. Ta giúp. Vậy con muốn ta quay lúc mấy giờ? Cuộc gọi cuối cùng của con với Nam là 10 giờ 4 phút. Chắc là mình có thể quay lại trước đó một tiếng, là 9 giờ cho chắc ăn. À, ta hiểu rồi. Vậy ta đi nha. Liệu có thể gặp lại Bụt không? Có duyên á thì gặp. À, giờ thì không biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi trời. Anh, hôm qua em thấy cái bộ sưu tập giày mới của Dior đẹp lắm luôn á. Em nghĩ là cuối tuần này em sẽ đi mua. Anh có cái này cho em nè. Ơ, sao anh? Hôm nay là gì đặc biệt cho nên là... Cảm ơn anh, hơi thơm quá à. Em thích không? Anh định mua hoa màu trắng cho em nhưng mà nó hết mất rồi. Anh nói gì ở hoa thơm mà. Anh mừng là em thích nó. Chúc mừng ngày kỷ niệm của mình. Cảm ơn. Em à, anh xin lỗi vì phải giấu chuyện của tụi mình. Em biết đó, cô bạn gái của anh yêu anh nhiều lắm. Anh mà chia tay cổ, chắc cô tự tử mất. Anh đừng có lo, trời ơi, có gì đâu, em không có sao hết trơn. Nhiều hút như thế này em đã thấy thú vị nữa. Thú vị nữa. Anh mà chia tay cổ, cô tự tử mất. Chốn bao la đằng phim đặt, dù em về giữa muôn hoa trong giấc ngủ ngon, về nơi ngút ngàn, dù em về trong đời mãi mãi hay chỉ là thoáng qua. Đồ gốm nè. Anh ơi, em lỡ đã quên quà của Khanh ở nhà rồi, anh mang giùm em được không? Cũng được.
Anh à, anh có thương em không? Em hỏi mấy câu gì vậy? Tôi mong giấc mơ là thật, sự thật đâu là giấc mơ. Em mong giấc mơ là thật, sự thật đâu là giấc mơ. Tôi mong giấc mơ là thật, sự thật đâu là giấc mơ. Em mong giấc mơ là thật, sự thật đâu là giấc mơ. Bạn trai mới chết hôm qua phải không?